các bạn, mình vừa mua cái màn hình chữ extender này ở trên đâu ta, không có ghi Shopee sen đỏ nữa. Cái này hàng không được kiểm tra nữa, đây hàng còn nguyên si. Hồi đây mình bóc này ra nha. Wow, cái màn hình của Mitsu. Đây là dây, không có sổ hướng dẫn hả? Tháo màn hình này ra trước. Nực quá, mới lạnh chứ. Chết nói luôn rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về cái màn hình này. Cũng sau khi mình lắp xong thì cũng đã ra tiệm chứ không thợ cũng câu gì mình thôi. Thì đây cái màn hình mình đã báo giá rồi là 3,5 triệu nha. Thì nó cũng sẽ có phát nhạc USB, đây là nhạc nhạc trong USB nè. Cái list này là nhạc Mi Tâm và các bạn không có nghe được ở trên mạng đâu, các bạn phải mua đĩa mới nghe được nhạc này. Mình cho nhanh qua thôi. Đây, Google Maps. Đây, mình sẽ mở cái switch này là nó sẽ ra cái wifi nè. Đè vô nó sẽ ra. Này là mình sẽ bật luôn bật wifi nha. Có nghĩa là mình mở máy xe lên thì wifi nó sẽ tự phát. Thì các máy nó sẽ tự kết nối luôn. Còn đây là các bạn sẽ đổi mật khẩu nè. Mình tên nè, mật khẩu bên dưới nè, hiển thị mật khẩu nè. Thấy không? Đó, thì mình muốn đặt cái gì đó mình sẽ mật khẩu. Rồi lưu lại nhà nó bật phát wifi này là lưu phát wifi nha. Rồi thoát ra mình thoát quay trở về. Tiếp theo là mình sẽ trở về thì mình sẽ chỉnh vô lăng. Vô lăng thì cài đặt ô tô đây nè, nó có cái chỉnh vô lăng thì tìm hiểu vô lăng nè. Thì nó có mấy cái nút ở đây nè, ví dụ như bây giờ bằng ví dụ như bây giờ mình chọn cái nút mà âm lượng lớn nè, không mình chạm mình nhấn vô nó đó, cái mình đè nút âm lượng lớn cái nó rồi cho thành công. Ok, set cái nút mình thích sao thì mình sẽ vậy nha. Đó, y như tên vô lăng vậy đó. Rồi xong mình thoát ram. Thì ở đây nó có tính năng cái nút này Bluetooth cái nói gì này, FM radio. Này thì mình sẽ có cái tự tìm thì nó sẽ thế này nè. Tình cảm là chính. Không. Ông Trần Văn Dũng, trưởng ấp Thành Dừng Trị, huyện Xã Mỹ Hưng, thành phố nói. Thoát hết nè. Nói chung là còn này là trợ lý ảo nè. Để cài đặt trợ lý ảo nè, bấm vô nè, để cài đặt trợ lý ảo nha. Được rồi, okay. Ok Google, ok Google ha. Lên ha. Thoát ra trợ lý ảo luôn. Giờ mình tìm hiểu đến, ví dụ như đây là mình phải cài thêm cái này nè, bỏ qua quảng cáo nè, quảng cáo để mình coi YouTube á nè, mở nè, mình mở lên nè. Đây là hiện tại là nó đang kích hoạt. Ok ha, mình mở YouTube lên thì mở này đi, nó sẽ bị quảng cáo đầu. Hello. Thấy không, thì sẽ như sau, 4 giây nó sẽ cho qua. Where is the
không tự cho qua, mình thoát ra luôn, mình thoát hết cho bạn coi. Đây nãy mình chưa bật lên thôi nhỉ, đây bỏ qua quảng cáo. Ok, kích hoạt nó nè, đang tắt nè, chế độ đang tắt nè, bật trở lại. Ok ha, ok rồi. Ừ, tắt tiếng nè, tắt tiếng và bỏ qua nè, thấy không? Đó. Thì mình thoát ra mình quay lại YouTube. Ừ, mở lại cái clip nãy. Vâng. Nó mất quảng cáo rồi nè. À, không có quảng cáo nào dưới nha. Mở clip kế tiếp. À, không có quảng cáo luôn nha. Đây. Đây quảng cáo nè. 4 giây, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 1 giây nè. Tự cho qua nha bạn. Mình không cần phải bấm nha. Đó thì mình sẽ cài cái app vô đây. Rồi bây giờ thì mình thoát ra. Cái OneDrive này là sẽ đồng bộ dữ liệu của điện thoại mình với xe nha. À, thì một số tính năng mình đã cài trên màn hình của mình đó, mình giới thiệu các bạn được biết. À, thì mình đang sử dụng sim 4G, sim này thì nó có phát wifi trên xe luôn nha. Thì sim này là không có giới hạn mà mình một ngày mình xài bao nhiêu hết trơn á. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn đã xem video clip của mình, nếu mà các bạn thấy cảm thấy hay thì nhớ share hoặc là tap tên của những bạn nào mà quan tâm tới Mitsubishi Xpander ở bên cái bình luận bên dưới để theo dõi những clip mới của mình nha. Cảm ơn các bạn.